cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ vượt qua. Các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua tại đâu? Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang giò nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào thì các con nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi, căn phòng ta sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở đâu? Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi dọn sẵn sàng, và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó. Hai môn đệ đi vào thành và thấy mọi sự như người đã bảo, và hai ông dọn lễ vượt qua. Đang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: Các con hãy cầm lấy, này là mình ta. Rồi người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và người bảo các ông: Này là máu ta, máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con, ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa, cho đến ngày ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa. Sau khi hát thánh vịnh, thầy trò đi lên núi cây dầu. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, anh chị em có bao giờ nghĩ về những gì mà anh chị em để lại cho những người thân một khi anh chị em mất đi? Để lại tiền bạc, để lại tài sản, nhà cửa, để lại tình yêu, để lại sự dịu dàng, vân vân, và còn nhiều thứ khác nữa. Và khi chúng ta đặt câu hỏi này, chúng ta có thể phần nào hiểu được ý nghĩa lễ mình máu Chúa Kitô mà chúng ta cử hành hôm nay, thường được gọi là lễ mình máu Thánh Chúa. Chúa Giêsu đã để lại cái gì? Chúa Giêsu để lại chính mình và máu của mình. Chúng ta hãy đọc lại phúc âm sáng hôm nay, phúc âm theo Thánh Marco. Trước khi chết, Chúa Giêsu tập hợp các môn đệ của mình quanh một cái bàn ăn để dùng bữa, gọi là bữa tiệc chia tay. Và Ngài nói với các môn đệ của mình: Mình máu Thầy, đây là mình máu Thầy, vân vân. Hãy làm điều này để mà nhớ đến Thầy. Điều mà Chúa Giêsu muốn là chúng ta đến nhớ đến Ngài
quanh cái bàn ăn. Nơi đó dĩ nhiên theo cái thông thường, theo thông lệ của loài người chúng ta, thì trong bàn ăn chúng ta nói chuyện, chúng ta dùng bữa với nhau, chúng ta trao đổi với nhau. Và cũng trong bàn ăn chúng ta tạo nên những cái sợi dây yêu thương và chia sẻ lẫn nhau. Nhưng mà đối với bữa ăn của Chúa Giêsu, trong cái câu nói hãy làm việc này để mà nhớ đến Thầy, có một cái điều gì đó nhiều hơn, ý nghĩa hơn là một cái kỷ niệm thông thường của loài người chúng ta. Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng khi chúng ta gặp nhau trong bí tích thánh thể, mình và máu của người sẽ hiện diện. Đây là mình Thầy, đây là máu của Thầy. Đó là cái điều ý nghĩa hơn nhiều cái buổi ăn thông thường. Sự hiện diện của Chúa Giêsu vượt xa những cái kỷ niệm thông thường mà chúng ta thường có trong cái xã hội loài người của chúng ta. Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trần gian này trong cái sứ mệnh là đấng cứu rỗi, trong tình yêu của người đối với chúng ta. Toàn thể con người của Chúa Giêsu, mình và máu của Chúa Giêsu đổ ra để trao ban cho chúng ta. Cũng giống như mà chúng ta đọc lại, nhớ là cái bài đọc thứ nhất, bài trích sách Xuất Hành. Ông Môi-se, ông đã lấy máu của bò tơ một phần rải ở trên cung thánh, trên bàn thờ, và một thần một phần rải ra dân. Và máu đó cũng như là cái giao ước giữa Thiên Chúa với loài người. Ở đây hơn nữa, chính Chúa Giêsu, Chúa Giêsu lại là máu giao ước, giao ước mới được ký kết giữa Thiên Chúa với toàn thể nhân loại chúng ta, chứ không phải chỉ giữa Thiên Chúa với dân tộc Israel như thời của ông Môi-se. Và cái giao ước này, cái sự hiện diện của Chúa Giêsu này là một điều đặc biệt mà chỉ có Kitô giáo của chúng ta mới có. Chúa Giêsu là đấng sáng lập Kitô giáo. Chúa Giêsu là người lãnh đạo Kitô giáo. Chúa Giêsu luôn luôn hiện diện, người hiện diện trong mỗi bí tích thánh thể. Và Ngài tiếp tục cái công trình cứu rỗi thế giới qua sự hiện diện của Ngài ở trần gian. Sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, nơi mà mình và máu của Chúa Kitô được ban cho chúng ta, được chúng ta tôn kính. Trong mỗi thánh lễ, chúng ta được rước lễ, được rước mình và máu của Chúa Kitô. Và anh chị em mình cũng nên nhớ, sau thánh lễ chúng ta cũng có thói quen, các linh mục chủ tế đại diện cho giáo dân cất giữ mình Thánh Chúa ở trong nhà tạm, mình Thánh Chúa mà không có được phân phát cho hết, cất giữ mình Thánh Chúa trong nhà tạm để tôn thờ, để cầu nguyện trước sự hiện diện của Chúa. Cho nên điều này mới phát sinh ra cái việc tôn thờ thánh thể. Và chúng ta cũng biết trong một số nhà thờ ở giáo phận chúng ta hay là ở trên thế giới, là những nhà nguyện để chầu thánh thể mở cửa mọi lúc, mở cửa ở nơi công cộng, mình Thánh Chúa được trưng bày trước sự tôn kính của rất nhiều tín hữu. Nhưng mà cũng rất tiếc là điều này ít được thực hiện, ít hơn thôi trong cái thời kỳ đại dịch COVID-19 này. Lễ trọng hôm nay lấy tên mình và máu Thánh Chúa đã được đánh dấu ở trong quá khứ. Nếu anh chị em nhớ lại,
trong các họ đạo ngày xưa, các truyền thống cũng còn có những cuộc rước và đi kiệu mình Thánh Chúa qua các đường làng ở thị trấn, ở mấy nước mà Kitô giáo đông, chẳng hạn mấy nước Âu Châu, thì kiệu mình Thánh Chúa qua các đường làng ở trong thị trấn, và người ta bày tỏ cái niềm tin vào sự hiện diện của Chúa Giêsu trong mình Thánh Chúa được đi kiệu rất là lớn. Nhưng mà cũng rất là đáng tiếc, điều này ngày hôm nay cũng ít được thực hiện, bởi vì do đại dịch hoặc là do những hoàn cảnh khác nhau. Chúng ta cùng nhau hy vọng rằng hôm nay trong ngày lễ mình máu Chúa Kitô, đức tin của chúng ta vào bí tích thánh thể sẽ được thể hiện và được củng cố. Và giống như Chúa Giêsu Kitô thầy của chúng ta, Chúa của chúng ta, chúng ta cũng sẽ trở nên những cái tấm bánh ban sự sống cho những người lân cận, cho những người khác, bằng cách lắng nghe họ, giúp đỡ họ, nâng đỡ họ cách tốt nhất có thể khi chúng ta có cơ hội, để họ cũng tôn thờ Chúa với chúng ta. Như thế thì bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu thầy của chúng ta, Chúa của chúng ta, sẽ được diễn ra vĩnh viễn, không bao giờ kết thúc ở đây, không bao giờ kết thúc ở thế gian này, nhưng sẽ kết thúc trong bữa tiệc vĩnh cửu trên vinh quang nước trời.